Thưa quý vị, dự án buýt nhanh BRT tại Hà Nội từ ngày vận hành khai thác đến nay đã gây ra rất nhiều tranh cãi, từ tổng mức đầu tư bị đội vốn đến hiệu quả sử dụng không cao. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng đây là một dự án vận tải hành khách công cộng hiện đại mà thực tế ở nhiều nước đã và đang triển khai rất hiệu quả. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Việt Nam thì đã bộc lộ rất nhiều tồn tại, bất cập mà đến thời điểm này, ngay cả cơ quan quản lý cũng chưa tìm ra những giải pháp hiệu quả căn cơ để xử lý dứt điểm. Vâng, mới đây thì tại hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, một số đại biểu cho rằng dự án xe buýt nhanh BRT đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhưng hiện hoạt động không hiệu quả, phải bố trí tới 1/3 làn đường và gây ra nhiều lãng phí. Vì thế cần dừng hoạt động và cho vận hành như buýt thông thường. Vậy đối với những hành khách thường xuyên sử dụng buýt nhanh BRT thì họ có ý kiến như thế nào? Đây cũng là nội dung của câu chuyện buổi sáng hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Có thể cái BRT khi ta thực hiện nó chưa phù hợp với cái thiết kế của Việt Nam, của cái giao thông công cộng Việt Nam. Thế nhưng mà nó có ảnh hưởng đến một số cái phương tiện khác. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng là đến lúc chúng ta phải tìm ra cái giải pháp làm thế nào để chống ách tắc giao thông mà vừa giải quyết được cái phương tiện BRT tồn tại và phát triển được. Thì cái đó nó đưa lại lợi ích cho người dân, đặc biệt là nhân dân lao động. Buýt nhanh BRT nhiều năm nay trở thành phương tiện di chuyển của ông Trần Việt Hùng, 75 tuổi, đường Đê La Thành, quận Đống Đa. Tuổi cao, sức yếu nên buýt nhanh BRT trở thành phương tiện di chuyển an toàn, tiện lợi đối với những người già như ông Hùng. Tôi nghĩ rằng là các cơ quan công quyền cũng nên nghiên cứu. Thế nhưng mà bây giờ thì nếu như bỏ tuyến BRT ấy, thì liệu rằng là đường xá rồi nó có dễ dàng hơn không thì cũng chưa chắc. Thế cho nên quan điểm của tôi thì đã đầu tư, đã theo dõi và đã có một quá trình chạy thử ấy thì vẫn nên nghiên cứu thêm. Vì cái tuyến đường này tôi thấy là nó là rất là quan trọng, tức là nó đi lại nó rất thuận tiện cho nhân dân. Theo nhiều hành khách, hiện buýt nhanh BRT là phương tiện duy nhất ở Hà Nội có nhà chờ rộng rãi, điểm kết nối an toàn cho người đi bộ. Phương tiện có làn đường dành riêng, ít xảy ra ùn tắc nên rất thuận lợi cho học sinh, sinh viên, thậm chí là cán bộ công nhân viên chức đi lại hàng ngày. Và quan trọng hơn, đó là thời gian di chuyển giữa điểm đầu và điểm cuối rất đúng giờ. Không nên, thứ nhất là đã đầu tư rất là lớn về tiền bạc, thứ hai nữa là cái tuyến đường này là tuyến đường chính của cái trục này, cho nên là vẫn nên sử dụng. Và tạo điều kiện cho nhân dân đi lại nó thoải mái. Theo quan điểm của tôi thì không nên bỏ. Vấn đề tiếp tục duy trì cái BRT này, nhưng mà cái về quy hoạch về đường xá thì nhà nước nên quan tâm hơn, nên mở rộng hơn một chút nữa. Thật ra như tôi đi BRT thì tôi thấy là không nên bỏ. Đấy. Bởi vì là hiện tại nó nhanh hơn các cái tuyến khác. Còn do là ảnh hưởng thì nó do cái hạ tầng chung nó không đảm bảo được thì có mà kiểu gì thì nó cũng bị may chăng chỉ có đi máy bay thì chắc là không tắc. Còn theo các chuyên gia, dự án buýt nhanh BRT là phương tiện vận tải hành khách công cộng văn minh, hiện đại. Việc loại hình này chưa phát huy hết hiệu quả đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề hạ tầng chưa đồng bộ. Phương tiện BRT là đầu tư này là thế giới của quốc tế cho tiền để làm, cho vay tiền để làm cái đó. Thế nếu bây giờ chúng ta đã làm, đã thực hiện tốt cái đó là đưa lại lợi ích cho người dân rất là phù hợp. Nhưng mà có cái là cái hạn chế của nó là do cái thiết kế quy hoạch của chúng ta có nhiều vấn đề không phù hợp với cái tuyến đường đó, cho nên nó có ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông. Buýt nhanh BRT từ ngày đưa vào vận hành, khai thác thực tế đã xảy ra nhiều ý kiến trái chiều, từ đồng thuận có đến phản đối cũng không ít. Tuy nhiên trong bối cảnh ùn tắc Hà Nội gia tăng thì có lẽ mỗi loại hình vận tải sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Và để phát huy hết công năng, trong bối cảnh Hà Nội không vội được đâu, thì có lẽ không phải dễ dàng đối với các loại hình vận tải hành khách công cộng hiện nay.